Tụi con ơi, ổng đau là ổng còn sống. Mình ơi, mẹ, mẹ, sao mẹ nói là ba chết rồi? Mẹ nghe đồn. Rồi mẹ có đi kiểm chứng không? Không. Sao vậy mẹ? Mẹ làm biến. Tụi con sao vậy, tụi con sao vậy? Không phải là vậy đâu. Thật ra là tại vì cái lúc đó một nách mẹ xách hai đứa, mẹ lo cho hai đứa. Nè, thấy mẹ cuồn cuộn không? Thời gian đâu mà đi tìm ba con. Thương quá. Sao ông không về tìm mẹ con tôi? Mất trí nhớ mà, làm sao nhớ đường mà về? Đúng rồi. Nhưng mà xui thay, xui tôi đã nhớ lại mọi chuyện. Nhớ lại mà xui thay. Mệt mỏi quá bây giờ nè. Có cái gì á đem lên dân cho ổng ăn luôn đi. Dạ. Ủi cúng kiến mệt mỏi. Mẹ ơi, bữa nay con chuẩn bị một món quà rất là đặc biệt luôn đó mẹ. Chuẩn bị cái gì? Mẹ, nhắm mắt lại đi. Thèn 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 thèn. Hình mẹ. Dạ, con muốn tặng mẹ cho ba, để cho ba đỡ cô đơn. Yeah, yeah. Mày ha, mày biết tao bị liệu mày ha, mày ha. Lấy xuống cho tao. Dạ, để con đem vô cất. Mày đem đi cất làm cái gì? Dạ mốt mẹ chết con để lên. Con chồng cái bàn thờ của đầu mày. Đem ra ngoài vô. Đem ra ngoài vô hả mẹ? Ừ. Dùng kế bên được không? Được. Dạ bệnh luôn cái ngàm không được. Trời ơi sao mà con tôi trời. Nó con ruột mà tôi tưởng nó con ghẻ không đó trời. Trời ơi con ơi con. Con đừng có làm mẹ thất vọng nha. Dạ, chưa. Dạ, con hứa con không có làm mẹ thất vọng đâu. Con dâng cái gì lên? Dạ, con dâng một món ăn cha rất là thích. Món gì? Bánh đúc. Mẹ. Mày chửi mẹ. Dạ không. Ý mày là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng. Đúng không? Dạ không. Chứ còn gì nữa? Mẹ ơi, đây là món ăn cha rất là thích. Với lại bánh đúc thì làm sao mà có xương được hả mẹ? Vậy thì cái này là cái gì? Của con á mẹ. Của con á. Trời ơi trời. Sao mày cứ làm phiền cuộc đời tao hoài vậy? À, mệt mỏi quá. Không cúng nữa cho nhà đói luôn đi. Ra đây. Nghe mẹ dặn nè. Sẵn hôm nay đám giỗ của ba, mẹ muốn thưa chuyện. Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ sẽ gả con đi lấy chồng. Mẹ. Con còn nhỏ vậy, con đâu có muốn đi lấy chồng đâu mẹ. Mẹ đừng có gả con cho. Con gả nó chị. Xui luôn. Tại sao mày gả con vậy mẹ? Con còn nhỏ mà, con đâu có muốn lấy chồng đâu. Mẹ ơi, con đâu có thương ai đâu mẹ. Trời ơi con ơi, thời bây giờ đâu có cần thương. Có tiền là được hết, nó giàu lắm. Ôi mẹ ơi, con không lấy chồng đâu. Con ở đây chăm sóc mẹ với em nha. À đó giờ mẹ nuôi con không nha. Con chưa chăm sóc mẹ ngày nào nha. Nói nghe nè, bây giờ vậy nè. Con á, con phải an phận. Con phải là lấy chồng đi. Thì mẹ mới sống an yên được, con hiểu không? Ôi mẹ ơi, con không lấy chồng lấy đâu đi. Mẹ. Con không lấy đâu. Lấy đi. Sao vậy mẹ? Mẹ lỡ nhận tiền rồi. Mẹ trả tiền cho người ta đi mẹ. Trả sao được mà trả, con nhìn từ đầu tới chân mẹ đi. Tiền người ta không đâu. Chết rồi, bây giờ phải lấy mẹ. Bây giờ ơi. Con không có nói nhiều nữa. Qua đây nè, chỉnh trang lại cho chị nha. Một chút xíu người ta tới lấy liền đó. Cái gì mà chút xíu hả mẹ? Chút xíu nữa. Tới rồi kìa con. Nhà có chó không? Nhà không có chó đâu. Vào đi. Ok. Ôi trời ơi. Ôi ơi, nhà đâu mà đông đúc thế này. Con chào mẹ. Ăn cho mập thay rồi giờ nó nói mày mẹ tao đó. Con ơi. Dạ. Đấy là con. Đây mới là mẹ này. Mẹ à, con đâu có biết đâu, mẹ trẻ quá. Nhưng mà hơi xấu. Vợ con đâu? Vợ con kìa. Vợ ơi. Con nào con, tiền đâu? 50% còn lại của mẹ đâu? Tiền chứ gì? Đưa đây cho mẹ. Đơn giản, con đã chuẩn bị đây cho mẹ đây. Tiền đây. Qua làm quen với em nó đi, mẹ vào trong nghỉ nhé. Rồi. Cái đầu nặng quá. Rồi mẹ đi vào đi. Mẹ mệt quá. Em. Lại đây. Lại đây với anh nào. Lại đây. Lại đây nào em ơi. Ôi, ơi anh bắt được rồi. À, trời ơi. À, à nó cắn kìa. À, ôi mẹ ơi nó cắn. À, bọn này nó cắn con. Cái gì? Tại sao mày cắn nó? Tại nó sàm sỡ con. Bây giờ sao? Bây giờ đi ra bắt tôi chích ngừa đi nha. Không lát nó chạy nọc là chết luôn đó. Đi đi mẹ giải quyết cho đi đi. Nhớ nha. Đúng rồi lát quay lại nha. Nha. Trời ơi. Tụi bay sao vậy hả? Tại sao đánh người ta? Nó là chồng tương lai của tụi bay đó. Mẹ ơi mẹ thấy nó không có bình thường mà mẹ. Nhưng mà nó có tiền. Ôi. Chứ là tiền bây giờ mẹ lấy hết rồi. Bây giờ lấy nó không? Dạ không. Lấy không? Dạ không. Mẹ. Nằm xuống đó cho mẹ. Mẹ. Nằm xuống cho mẹ. Mẹ
mẹ nuôi con bao nhiêu năm nay không tính một đồng nào. Bây giờ nhờ có cái chuyện chút xíu là đi lấy chồng thôi mà không lấy, làm sao? Hỏi lại lần cuối, lấy không? Dạ không. Lấy không? Dạ không. Không. Là mình sao? Ma trời đi tụi bay ơi, ma kìa tụi bay ơi. Đại đi tụi bay ơi. Là tôi đây, ma có gì? Lại là mình sao? Con ơi, ổng đau là ổng còn sống. Mình ơi. Mẹ, mẹ, sao mẹ nói là ba chết rồi? Mẹ nghe đồn. Rồi mẹ có đi kiểm chứng không? Không. Sao vậy mẹ? Mẹ làm biến. Tụi con sao vậy, tụi con sao vậy? Không phải là vậy đâu. Thật ra là tại vì cái lúc đó một nách mẹ xách hai đứa. Mẹ lo cho hai đứa. Nè thấy mẹ cuồn cuộn không? Thời gian đâu mà đi tìm ba con. Ông, tại sao ông đi bấy lâu nay ông không về với mẹ con tôi? Bởi vì năm đó tôi bị một tai nạn tàn khốc. Thuyền của tôi bị lật úp giữa dòng. Tôi bị mất trí nhớ. Đúng rồi mẹ ơi. Thương quá. Sao ông không về tìm mẹ con tôi? Mất trí nhớ mà, làm sao nhớ được mà về? Đúng rồi. Nhưng mà xui thai, xui tôi sao? Đã nhớ lại mọi chuyện. Nhớ lại bà xui thai. Đúng. Xui là xui cho bà đó. Hả? Bởi vì tôi đã kịp về đây, tôi đã phát hiện được một hàng loạt lỗi của bà. Hả? Lỗi à? Phải. Lỗi gì? Lỗi thứ nhất. Lỗi gì? Chính là bà tư thông với Peter. Sao ông biết? Đứng ngoài nghe. Hèn à. Lỗi thứ hai. Lỗi thứ hai là lỗi gì? Chính là ba đã bán rẻ con gái của tôi. Không, tôi bán giá rất cao. Thấy chưa? À, ông hại tôi, ông gài tôi. Không cãi nữa. Không có đâu mình tội ơi. Tội thứ ba. Tội gì? Ba đã đánh đập hành hạ hai đứa con gái của tôi để cho khiến cho tụi nó nửa tỉnh nửa mê. Bà thấy nó kéo viêu lông chưa? Không có ba, không có ba. Cái này là ba kêu tụi con rồi. Ba lên như vậy là tụi nó phải vô thế liền. Phải không? Dạ. Thấy chưa? Lỗi này là của ông, tôi không bên ông được, nghe chưa? Cứ coi như là lỗi của tôi đi. Nhưng mà tội lỗi của bà cao như núi. Tôi không chấp nhận một người vợ như bà ở trong nhà của tôi. Không. Mau cuốn gói khỏi nhà tôi. Đi. Mình ơi mình. Nghe em giải thích đi mình. Không giải thích gì hết. Mình nghe vậy. Khoan đã. Không lẽ em đi im lặng vậy sao? Được, tôi sẽ cho bà một nét nhạc. Ôi, không phải liên quan múa toàn quốc múa như vậy. Tại ông đó. Tại sao tôi luôn mở cái bài nhạc gì nghe mắc diện muốn chết. Đi đi. Bây giờ đi nè. Không đi đâu. Trời ơi, tôi ngứa đầu quá. Ông sao vậy? Các người đã cắm sừng lên đầu tôi. Đây là nhân tình của bà đúng không? Khoan rồi, ông điên à. Tôi đây, tất cả mọi chuyện là do chị nhà đây đã bày ra. Và tôi chỉ là người hỗ trợ chị ấy thôi. Là sao? Đây, ông hãy đọc đi. Bánh men, hai cặp đèn cày. Nhập, cái này là vợ kêu đi chợ tôi. Đây, đây mới đúng. Mẹ đi. Mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng có đi mà mẹ. Con muốn mẹ đi đâu. Tuy mẹ không phải là mẹ ruột của con, nhưng từ đó tới giờ mẹ luôn thương yêu, luôn chăm sóc con. Có cái gì ngon, cái gì đẹp cũng chia đều cho hai chị em. Mẹ chưa bao giờ phân biệt đối xử với con hết. Tuy là
Ông bà xưa mình có câu: mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Nhưng mà thời này bánh đúc có xương, thời này mẹ ghẻ vẫn thương con chồng.